khán giả của FPT Play, đây là bầu không khí tại sân vận động Lạch Tray. Và trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu trong khuôn khổ lượt trận cuối của bảng A, vòng loại U20 châu Á 2025 giữa U20 Việt Nam và U20 Syria. Chúng ta sẽ cùng đến với đội hình xuất phát của U20 Việt Nam trong trận đấu này. Huấn luyện viên Hứa Hiền Vinh đã đưa bộ đôi hậu vệ cánh Bảo Long và Thanh Bình trở lại đội hình xuất phát. Ngày hôm nay thì có một sự thay đổi trên hàng công khi Lê Đình Long Vũ sẽ chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Minh Tiến sẽ là người xuất phát ngay từ đầu cùng với Đăng Dương. Ở hàng tấn công của U20 Việt Nam thì Công Phương, người đội trưởng, vẫn sẽ là đầu tàu. Trọng tài người Liban, ông Adlaledin là người cầm còi trong trận đấu ngày hôm nay. Và đây sẽ là đội hình xuất phát của U20 Syria được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Mohamed Akin. Họ sẽ ra sân với sơ đồ 4-4-2. Trong khung gỗ là thủ thành Sarab, hàng thủ gồm số 12 Dukhan, số 6 đội trưởng Akalo, số 4 Alumamuat, số 19 Amusta, hàng tiền vệ gồm số 10 Ahmad Sufi, số 5 Alaria, số 7 Dohan, số 20 Wada, và trên hàng công sẽ là bộ đôi tiền đạo Jusa mang áo số 9 và Mahmoud Alama mang áo số 11. Và như vậy là trọng tài Alaeddin người Liban đã nổi còi để bắt đầu hiệp đấu tiên trận đấu giữa U20 Việt Nam và U20 Syria. Trong hiệp 1 trận đấu này, U20 Việt Nam trong trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành phía tay trái màn ảnh của chúng ta. Khá nguy hiểm. Bóng đã chạm đầu của Jusak Nai nhưng không có cú đánh đầu nối. Anasdada thực sự là rất khéo, rất khó để lấy bóng trong chân của số 7. Những trung vệ cần phải thực hiện những đường truyền dài ra hai biên chứ không phải là thực hiện vào khu trung lộ để tránh sự kèm cặp của những cầu thủ cao to bên phía đối phương. Và ngay lập tức nó đã phát huy tác dụng. Tranh chấp tốt của Ngọc Chiến và nó mở ra cơ hội phản công cho U20 Việt Nam. Đây là Đăng Dương. Quả tạt của Đăng Dương không được. Bóng vẫn trong cuộc. Nhưng thời cơ đã qua đi. Hai cầu thủ này đã phối hợp với nhau cực kỳ nhịp nhàng. Nguy cơ tiềm tàng trong pha bóng này và nó đã được giải quyết tốt. Hải đã chọn đúng vị trí và ôm gọn trái bóng trong tay. Khá có lỗi của hậu vệ đội bạn với Đăng Dương. Một thẻ vàng được trọng tài rút ra cho số 20 Wada của U20 Syria. Pha xử lý của Công Phương. Công Phương đưa bóng vào. Bóng đã không thể kịp tới vị trí của Minh Tiến. Và cũng giống như những trận đấu trước, lại luôn có hai cầu thủ đứng trước chấm đá phạt góc. Cơ hội vừa rồi thuộc về Đăng Dương. Bóng đã tìm đến cái đầu của Đăng Dương sau quả tạt của Công Phương. Khá nguy hiểm. Pha băng giá tốt của Đình Hải. Đó là một quả tạt chất lượng của Anastan. Nếu không có những tác động tới từ Đình Hải thì bóng đã có thể tới những cầu thủ đang bật cao bên phía U20 Syria. Anastan vẫn là sự nguy hiểm tới từ số 7 của U20 Syria. Quả bóng tập trung của Đình Hải. Jusa Dai. Bóng tới chân của Dahan. Anas Dahan. Khá nguy hiểm. Một tình huống hú tim với Đình Hải và U20 Việt Nam. Suýt chút nữa thì đội bạn đã có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Cú đá cực kỳ khó chịu. Đình Hải sẽ cần phải rút kinh nghiệm. Suýt chút nữa thì chúng ta đã phải nhận bàn thua.
Và như vậy là đội bạn đã có bàn thắng mở tỷ số. Một tình huống cố định. U20 Việt Nam đứng vững trong phần lớn thời gian của trận đấu này. Nhưng chỉ trong một pha bóng cố định, trong những phút giây mất tập trung thôi, tướng phòng ngự của chúng ta đã phải nhận bàn thua với một tình huống đá phản lưới nhà của Nguyễn Ngọc Chiến. Và tranh chấp hay của U20 Việt Nam, Minh Tiến. Đáng tiếc, bước 1 vẫn là một vấn đề lớn với các tiền đạo của chúng ta. Công Phương, bóng đập vào hàng rào. Ngay sau đó là cú đá của Thắng Long. Hai cơ hội liên tiếp cho U20 Việt Nam và chúng ta đều chưa thể tận dụng được. Rất nhịp nhàng. Thời cơ không vào. Đó là cú dứt điểm của Minh Tiến. Một nỗ lực tấn công hay của các thủ U20 Việt Nam, vẫn là nách trung lộ bên phải. Mọi thứ đều rất đúng nhịp. Nhưng tới cú đá này thì góc sút vẫn là hơi hẹp dành cho Minh Tiến. Công Phương. Bóng đang trong chân của Lê Đình Long Vũ. Quá khó để tranh chấp bóng bổng với những cầu thủ cao to. Lại thêm đường chuyền bổng nữa. Và cơ hội đã trôi qua. Khó rồi. Và như vậy là tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Đó là một thắng lợi dành cho U20 Syria. Họ sẽ có tấm vé vào thẳng. Trong khi với trận thua này, phải chua chát nói rằng cánh cửa vẫn mở ra với U20 Việt Nam, nhưng nó mở hé. Chúng ta vẫn phải chờ đợi kết quả của những bảng đấu khác để biết được mình có thể đi tiếp hay không. Khả năng bị loại là khá cao. Hy vọng rằng may mắn sẽ đến với U20 Việt Nam để có thể lách qua khe cửa hẹp. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi trận đấu này. Xin chào và hẹn gặp lại. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.